Xin chào các bạn, mình phụ trách về vấn đề dạy nghề. Một đó là các bạn học lớp điện công nghiệp với mục tiêu đó là các bạn sẽ tính toán lựa chọn tất cả các khí cụ điện, các bạn biết cách chọn theo tiêu chuẩn và theo cải định của nó. Cái thứ hai, mục tiêu của lớp học điện công nghiệp này là cho các bạn thực hành hiểu được nguyên lý điều khiển công tơ tơ và điều khiển kết hợp công tơ tơ. Thì như vậy thì cái mục tiêu của các bạn đi ra để làm được gì? Cái tủ điều khiển bằng manual hay là auto, và các bạn làm được cái tủ ATS, và các bạn làm được cái tủ turbo, tính toán và lựa chọn các cái khí cụ trong turbo. Nếu như không phải là công tắc tơ chuyên dùng về turbo thì các bạn sẽ dùng những chế độ như là AC1, AC2, AC3, AC4. Mình lựa chọn trong các chế độ này để mình thay thế tương đương với công tắc tơ turbo. Thì như vậy thì nếu muốn bù thì các bạn sẽ hiểu được tính chất của tải thì các bạn mới bù được. Như vậy thì các bạn sẽ làm được những cái tủ em, bên tôi khẳng định là như vậy ha. Rồi như vậy thì ở tiếp theo một chương trình nữa, đây là cái nền tảng cho các bạn dùng những khí cụ điện từ mà các bạn được học, thì các bạn sẽ đưa vào chương trình của BOC. Nhưng có một sự khác biệt giữa BOC và khí cụ điện từ, đó là những gì mà khí cụ điện từ không làm được thì BOC làm được. Xin mời các bạn qua cái máy tính của mình dưới bo điều khiển BOC ha. Đây là một cái chương trình điều khiển được lập trình BOC của hãng Mitsu. Thì các bạn xem những cái bo này nè. Như vậy thì làm sao tôi viết được một cái chương trình, đó là các bạn sẽ thấy nó đang chạy như thế này. Tôi chỉ cần nhấn nút này nó tắt, và bên này tôi viết hai cái chương trình ha. Nhấn một cái công tắc tơ đóng nè, nhấn một cái công tắc tơ tắt. Cái bên này cũng vậy, nhấn một cái thì công tắc tơ đóng, nhấn một cái công tắc tơ tắt, nhấn một cái ha, thì cái này khí cụ điện tử làm không được ha. Cái này nhớ nha, là hai công tắc tơ chỉ cần kích cái này nè, rớt nè, một đóng vô giữ ha, nhấn vô ha, đóng ha. Ok, tới con thứ hai nè, nó đang chạy này đúng không, tôi kích một cái nữa thì nó tắt, nhấn một cái nữa. Ok. Cái đây là một cái phần chương trình mà rất là đơn giản của BOC. Cho nên với nguyên tắc đó là các bạn phải biết cách mà để điều khiển BOC, thì tôi xin lỗi với các bạn, đó là các bạn phải biết cách điều khiển công tắc tơ thì các bạn học BOC như thế này thì các bạn sẽ cứng cỏi và các bạn sẽ không bao giờ quên, đúng không? Và cái kiến thức này nó đi theo một chuỗi của hệ thống. Cho nên tôi đảm bảo được một chương trình cho các bạn, nếu như các bạn tham gia khóa học thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Và tôi khẳng định luôn, đó là các bạn tốt nghiệp khóa này thì hầu như những việc gì mà nó nằm ở ngoài xã hội đang làm việc đó, hay là các doanh nghiệp mà cần đó, thì nó đáp ứng hết 80% cho các bạn. Đây là người thực việc thực nghiệp các bạn. Cho nên các bạn trước khi mà muốn tham gia lớp học thì các bạn tìm hiểu cho kỹ ở trên kênh YouTube hay là trên TikTok hay là trên fanpage, thì các bạn sẽ thấy là tôi là người đang thực thi về vấn đề kỹ thuật như thế nào và cái cách mà hướng dẫn trình bày đào tạo nghề nó như thế nào thưa các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.